Phú Quốc từ lâu được biết đến như đảo Ngọc, là nơi được thiên nhiên ưu đãi với phong cảnh hoang sơ, là thiên đường của du lịch nghỉ dưỡng. Đặc biệt kể từ khi Phú Quốc được nhà nước quan tâm kéo lưới điện quốc gia và mở cảng hàng không quốc tế, nơi đây càng là điểm đến ưa thích của du khách và nhà đầu tư. Thế nhưng kéo theo đó là tình hình an ninh trật tự tại đây diễn biến ngày càng phức tạp. Từ năm 2017, vấn đề nổi cộm nhất của huyện Phú Quốc là cơn sốt đất đai. Cùng với dự thảo luật đặc khu, thị trường đất đai ở Phú Quốc nóng sốt lên từng ngày. Lợi dụng điều này, nhiều người từ các tỉnh thành khác đã đổ về đây để tìm kiếm cơ hội đầu cơ. Nhiều đối tượng, nhất là đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng thất nghiệp cũng tham gia vào làm cho tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Một số đối tượng thì mình tập trung đánh mạnh bằng các cái biện pháp như gọi hỏi, lập hồ sơ, răn đe giáo dục, cho cam kết, từ đó làm cho đối tượng cũng thung co trở lại, sợ. Cùng với làn sóng đầu tư, các dự án du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc xuất hiện nhiều, nhưng một số chủ dự án không để tâm quản lý mà bỏ đất trống. Lợi dụng điều này, nhiều người đã vào khai thác khoáng sản dùng để san lấp mặt bằng. Một số đối tượng thậm chí còn ngang nhiên bao chiếm các khu dự án. Một loại tội phạm khác nữa là đối tượng cho vay tín dụng đen. Đến nay, Công an Phú Quốc đã khởi tố bắt tạm giam nhiều đối tượng cho vay nặng lãi. Công an huyện Phú Quốc cũng lập hồ sơ đưa đi cai nghiện những đối tượng nghiện ma túy, nắm tình hình tội phạm về trật tự xã hội, kiểm tra và bắt giữ hàng trăm đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng và hung khí nguy hiểm. Năm nay thì chủ trương của tỉnh, của huyện cũng như là công an huyện là phải tập trung giải quyết bằng được các cái nhóm còn lại trên địa bàn. Thì giải pháp mạnh ở đây thì sẽ củng cố từng đối tượng cụ thể, xem xét hành vi từng đối tượng cụ thể. Nếu đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đến mức nào là phải xử lý kiên quyết. Dù quá trình đô thị hóa nhanh chóng của Phú Quốc là một thách thức cho hoạt động phòng chống tội phạm, nhưng lực lượng công an Phú Quốc quyết tâm sẽ đấu tranh không khoan nhượng, không lùi bước trước bất kỳ hoạt động tội phạm nào trong thời gian tới.